Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Quyền Kiên Lương. Trong chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021. Anh Ba, anh đang tạc cái gì xuống ao vậy? Hả, chú Sáu hả? Tôi đang theo quy trình của Ilanco, tạc Prote Acustomy để bổ sung khoáng thiết yếu cho tôm mới lột xác đều, lớn nhanh. Hèn chi, vụ tôm nào nhà anh Ba cũng thắng lớn. Hóa ra là xài sản phẩm của Ilanco. Tôi dùng lâu nay rồi, chú nghe tôi. Dùng Prote Acustomy sẽ thấy tôm không có bị mềm vỏ, ốp thân, lột dính vỏ hay bị hao khi lột. À, Ilanco có khoáng mới, Prote Acu Mineral Fix, dùng kết hợp để tăng thêm khoáng đa lượng đó. Khoáng đa lượng là gì vậy anh Ba? Anh chỉ tôi cách dùng với. Thay vì để dùng khoáng nguyên liệu thì hay do nước và lượng khoáng thấp, tôi dùng Mineral Fix sạch nước, lại thêm nhiều khoáng, natri, magie, kali, đặc biệt là tan hoàn toàn, tôm cứng vỏ nhanh lắm, trong vài tiếng à. Kết hợp Prote AQ Mineral Fix và Prote AQ Stomy của Ilanco định kỳ, đảm bảo cuối vụ chú Sáu cũng thắng to. Vậy mừng quá, cảm ơn anh Ba nhiều, để tôi đi mua nghe. Bộ khoáng Prote AQ Stomy và Prote AQ Mineral Fix giúp tôm lột xác đều, chắc vỏ, nặng cân, màu sắc đẹp. Điện thoại liên hệ 1800 556 808 hoặc 0292 384 0088. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.